Xin chào các bạn. Từ việc một nhân viên nhà tù quên khóa cửa, đến việc ba tù nhân đã vượt ngục bằng cách mặc trang phục như những lính canh, vân vân. Sau đây là 5 vụ vượt ngục ngoạn mục bị camera ghi lại được. Derek Estelle. Derek Estelle, 34 tuổi, đã bị bắt vào năm 2013 sau khi trộm một chiếc xe hơi và trốn tránh cảnh sát. Cuộc rượt bắt của cảnh sát kết thúc trong một vụ xung đột liên quan đến đội SWAT và hơi cay. Một tuần trước khi bị bắt, anh ta cũng tham gia vào một vụ cướp ngân hàng. Anh ta đã bị bắt giữ với 26 cáo buộc bao gồm cướp bóc, trộm cắp đột nhập vào ban đêm, trộm cắp ban ngày, đột nhập và trốn chạy. Vài tháng sau đó, Estelle, với sự giúp đỡ của mẹ, bạn gái và bố dưỡng của bạn gái, đã lên kế hoạch giúp anh ta trốn thoát. Ngày 28 tháng 7 năm 2013, anh ta bị chuyển đến nhà tù hạt Garland sau phiên tòa. Đoạn băng video này đã ghi lại được cảnh Estelle dùng điện thoại của tù nhân khi nói chuyện với mẹ anh ta. Sau đó, anh ta nhanh chóng bỏ điện thoại và nhào thẳng qua cửa sổ tiếp đón của nhà tù và chạy ra khỏi cửa trước. Estelle nhảy lên một chiếc xe đang chờ và tăng tốc thoát khỏi. Tamara Upshaw, bạn gái của Estelle, sau đó được tiết lộ chính là tài xế của chiếc xe ở cổng vào. Các nhà điều tra cho biết, cha dượng của Upshaw, William Harding, làm phân tâm các nhân viên và đánh lạc hướng về phía còn lại của phòng chờ, tạo cho Estelle cơ hội tuyệt vời để trốn thoát. Mẹ của Estelle cuối cùng đã bị bắt vì sự tham dự của cô trong cuộc vượt ngục. Sau khi các điều tra viên lắng nghe cuộc trò chuyện điện thoại của họ và nghe cô nói, được tháo còng chưa? Và 2 hay là 3? Chưa đầy một tháng sau khi trốn thoát, Estelle và bạn gái của anh ta bị tìm thấy trong một căn nhà ở Arkansas và đã bị bắt. Vào năm 2015, Estelle nhận tội với cáo buộc của mình là bị kết án 32 năm tù giam. Bạn gái của anh ta đã bị kết án 3 năm tù về phần tham dự của cô ta trong cuộc vượt ngục. Hai người còn lại liên quan đến vụ việc đang chờ xét xử. Tori T. Smith. Năm 2009, Tori T. Smith, 31 tuổi, đã bị bắt vì bạo hành trầm trọng với bạn trai của cô. Cô đã được đưa vào một nhà tù ở New Orleans để chờ xét xử. Cô ấy chỉ ở trong tù khoảng 2 giờ trước khi nhìn thấy cơ hội trốn thoát. Trong cảnh quay giám sát của nhà tù Orleans Parish, chúng ta có thể thấy một tên lính canh không xác định vào tù và từ từ đóng cửa. Tuy nhiên, hóa ra ông ta không phải khóa cửa sau khi ông ta vào. Sau đó, ông yêu cầu một nhân viên nhà tù khác mở cánh cửa tiếp theo. Rồi chúng ta thấy ông bảo vệ mở và bước ra cánh cửa bên trong nhà tù. Rồi lần thứ hai, anh ta lại không khóa cửa. Ngoài khung hình, Tori Smith nhìn thấy những gì đã xảy ra và xin phép vào nhà vệ sinh. Rồi cô ta bắt đầu thực hiện vụ vượt ngục. Cô ta nhanh chóng đi thẳng qua cả hai cửa ra vào mà không ai để ý. Bắt đầu chạy xuống hành lang nhà tù. Sau đó cô ta trèo qua hàng rào trước khi di chuyển ra khỏi tầm nhìn của camera. Tori đã bị tìm thấy và bị bắt chỉ sau 24 giờ trong một căn hộ ở New Orleans. Cô ta bị đẩy vào tù một lần nữa vì tội bạo hành và tội vượt ngục. Rocky Mark. Rocky Mark bị vào tù vào năm 2010 vì nhiều tội danh bao gồm giả mạo, làm giả nhân chứng DUI, tức là lái xe dưới ảnh hưởng rượu hoặc ma túy, và hành vi sai trái liên quan đến vũ khí và tội phạm ma túy. 34 tuổi, anh ta bị giam trong một nhà tù ở Phoenix, nơi anh ta đã kết bạn với một tù nhân sắp được thả ra. Bằng cách nào đó, Mark đã thuyết phục được tù nhân trao đổi vòng định danh với anh ta, vì vậy anh ta có thể ra ngoài thay thế. Sau đó anh ta chỉ đơn giản là bước ra khỏi nhà tù. Mark đã chạy trốn và không bị tìm thấy cho tới 8 tháng sau, đến khi chiếc xe của anh ta đã bị theo dõi tại Detroit. Anh ta bị nhốt trong một nhà tù ở Detroit. Thật không thể tin nổi, Rocky Mark đã trốn thoát nhà tù một lần nữa bằng chính cách tương tự. Trong cảnh quay giám sát này, chúng ta có thể thấy cách anh ta bình thản bước ra mà không có ai hỏi bất kỳ một câu hỏi nào. Các nhà chức trách thậm chí không nhận thấy rằng Rocky đã trốn thoát cho đến 5 ngày sau. Sau đó hơn một tháng, anh ta bị tìm thấy ở Mexico và nhanh chóng bị trục xuất về Mỹ. Năm 2014, Rocky Mark bị phán có tội với nhiều tội danh, bao gồm cả tàn trữ với ý định phân phối 1.000kg cần sa và tội rửa tiền. Vào ngày 28 tháng 7 năm 2014, anh ta nhận bản án 18 năm tù. Cuộc vượt ngục tại nhà tù Trung Quốc. Ngày 2 tháng 9 năm 2014, Cao Duy Luyến, Lý Hải Quê,
và Quảng Tà Mín trốn khỏi nhà tù ở huyện Giãn Châu, phía Tây Bắc Trung Quốc. Cả ba người đàn ông đều bị giam vì những tội ác cực kỳ bạo lực, bao gồm cả giết người. Cao Duy Luyến, 50 tuổi, đã bị phạt tử hình. Ba tù nhân đã hợp sức và bắt đầu đưa ra kế hoạch thoát hiểm. Lúc 6 giờ sáng, một tên lính canh tên là Toan đã đưa Cao Duy Luyến đến phòng thẩm vấn khi anh ta yêu cầu gọi điện thoại. Ở trong phòng, Duy Luyến bắt đầu bóp cổ Toan đến chết. Hai người kia lao vào phòng, lấy chìa khóa ra khỏi túi Toan và dùng chúng ăn cắp đồng phục của cảnh sát. Cả ba người đàn ông sau đó mặc đồng phục và bước ra khỏi nhà tù từng người một. Cảnh sát đã đưa ra phần thưởng 20.000 đô la cho bất kỳ thông tin nào có thể dẫn đến việc bắt những người trốn thoát. Tuy nhiên, ba người đàn ông nhanh chóng bị tìm thấy và bắt giữ trong vòng 10 ngày sau khi trốn thoát. Ngày 13 tháng 11, Cao Duy Liễn và Quảng Tà Miến đã bị kết án tử hình vì đã giết chết Đính Canh và Lý Hải Quê đã bị kết án tù chung thân vì tham gia vượt ngục. Ba lính gác cũng đã bị tuyên án vào tháng 11 năm 2015 từ 3 đến 6 năm vì lạm dụng quyền lực, vì một lính canh đã ra lệnh giảm tuần tra và giảm tần suất theo dõi tại nhà tù. Một tên lính canh khác bị buộc tội vì anh ta chịu trách nhiệm về việc thiếu sự giám sát đồng phục cảnh sát. Và người lính canh cuối cùng đã ngủ quên trong ngày vượt ngục. En Chapo, Joaquin Goodman, 58 tuổi, còn được gọi là En Chapo, là ông trùm ma túy người Mexico và là người sáng lập của Sinaloa Cartel, được chính phủ Mỹ mô tả là tổ chức buôn bán ma túy có quyền lực nhất trên thế giới. Từ năm 1989, tập đoàn Sinaloa đã buôn bán một lượng lớn ma túy từ Nam Mỹ đến các tiểu bang Mỹ và hơn thế nữa. Phần lớn thành công của họ là do các phương pháp buôn lậu của họ. Một trong số đó là đường hầm có điều hòa không khí chạy dưới biên giới Mexico. Quitman đã thuê nhiều người để bảo vệ mình và đế chế của ông. Những người bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 1.000 người. Năm 1993, Quitman đã bị bắt và bị kết án 20 năm trong một nhà tù an ninh bậc nhất của Mexico. Tuy nhiên, vào năm 2001, Quitman đã trốn thoát khỏi nhà tù qua một chiếc xe giặt ủi bằng cách hối lộ các quan chức và lính canh, bao gồm cả giám đốc nhà tù. Là người tự do một lần nữa, Quitman tiếp tục điều hành và phát triển đế chế ma túy của mình. Và trong năm 2009, người ta báo cáo rằng Cattle kiếm được khoảng 3 tỷ USD mỗi năm. En Chapo đã trở thành mục tiêu ma túy số 1 của chính phủ Hoa Kỳ và đưa ra khoản thưởng trị giá 5 triệu đô la cho việc bắt giữ ông. Vào năm 2014, các nhà chức trách đã theo dõi anh ta ở một khách sạn ở Mexico và bắt giữ ông ta lần nữa. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã từ chối yêu cầu chính phủ Mỹ về việc dẫn độ Whitman sang Mỹ và giải thích rằng không có cách nào để ông trốn thoát lần nữa. Vào ngày 11 tháng 7 năm 2015, Whitman thoát khỏi nhà tù an ninh bậc nhất Mexico một lần nữa. Tuy nhiên lần này, ông ta thậm chí còn không phải rời khỏi phòng giam. Cảnh phim CCTV cho thấy Whitman bước đi tới lui trong phòng giam của ông ta. Sau đó, ông ta di chuyển về phía phòng tắm của mình, cúi xuống và dường như biến mất. Vụ việc sau đó tiết lộ rằng có một đường hầm dài hàng dặm được đào trực tiếp dưới nhà tù và Whitman đã có thể sử dụng để trốn thoát. Đoạn phim này cho thấy mạng lưới đường hầm được làm tốt như thế nào, được trang bị ánh sáng nhân tạo, không khí và thậm chí một chiếc xe máy được cho là được sử dụng để vận chuyển vật liệu hoặc có thể chuyên chở Whitman. Đoạn video từ phòng giam của Whitman được tiết lộ vào tháng 10 năm 2015, bao gồm âm thanh và cho thấy âm thanh đào đường hầm là rất lớn và thực sự có thể chứng minh rằng các lính canh cho phép cuộc chạy trốn xảy ra. En Chapo hiện đang trong thời gian chạy trốn. Chính phủ Mỹ lại một lần nữa khen thưởng 5 triệu đô la cho việc bắt giữ và kết án ông ta. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn cảm thấy hay, mời bạn hãy like và share và cũng không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!